Đúng rồi, đốt nhang cho cậu 5 cái đi anh ơi. Lên luôn á. Nát cây hết luôn à. Bánh này bánh trơn quá mà. Bánh trơn quá. Thôi được mà, được mà. Bánh trơn quá. Bánh này nó trơn mà nó đâu có bắp ra đâu, nó đâu phải vừa mới cài. Mà bánh này đụng bánh đạt với lại nặng sao đuôi nữa. Thôi ơi coi. Coi ông chạy tới đâu nát đường tới đó ha. Mà sao không vô được tới đây là không hay gì vậy bộ? Nhanh lẹ ha. Chiều nay là cậu Năm có một cái con đường rất là đẹp. Hả? Sao vậy em? À. Ủa bông bướm hút nhị hoa mà. Để kiếm cái túi bóng ra rồi đi gom gom này về cho lợn ăn. Đúng rồi, chứ mình gom lại đi. Cho lợn cho cuốn đi đi. Con đường này chắc cũng phải 1,5 m ha. 1,8 m. Vậy là 1 tấm là 6 tấc. Dạ. Vậy hả? Thì đó là 1,8 m hả? Ờ mình nhìn khoảng 1,5 m nhưng mà chính xác là 1,8 m. 30-60. 1,8 m. À, vậy là mình qua bên kia luôn hả chú? Giống như cái đường bự này đúng rồi, như cái này nó là đường đi chung á. Bên đó cũng 1,8 m luôn. Sao còn thấy nó ngắn quá ta? Đúng rồi, đem cơ. À cũng cỡ. À nó sẽ giống như con đường này, 1,8 m. Tôi không biết nha ông, cái đó của ông có cái đá này là đá này gọi là đá suối lao rồi phải không mấy anh? Đá granite granite Bình Định. Dày quá ha. Một tấm này dày
Vậy chắc khoảng 3 phần ha. Cái này em đố chị nè, sao mình phải dùng đá này mà mình không đổ bê tông? Không cần đổ không? Cái này vậy là nó bằng rồi, nó thấy xuống là được rồi, đâu cần phải đổ gì đây. Ủa cái này ta có cái cà ron không ta? Không. Vậy hả? Đúng rồi. Đá này là nó đầm luôn đó trời. Vậy là thôi hả ta? Hay vậy ta? Lát ta rưới nước là vậy, cho nó có độ kính chính á. Hay ha. Trời quá nắng ha, trời mà 1 giờ trưa, 1 giờ 2 giờ trưa nắng kinh hồn. Hình như cái giác mà 12 giờ nó không nắng bằng giác 1 2 giờ ha. Đúng không chị? Cái giác này nó làm như là nó tập trung cái lượng nhiệt hay sao? Chị cần lấy cái cây đồng xuống thôi. Này bà tắm. Chạy bên nào. Trưa rất là nắng luôn. Rồi bây giờ 15 mét sẽ sang mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Nắng quá thì mấy cái bông cúc của nó héo hết trơn. Như các cô chú anh chị thấy ha, nắng mà khách vẫn đến viếng mộ của cậu Năm giữa trưa luôn. Mấy anh đang xúc lên xe nè để chở mấy cái đất dư này về và đổ cái phần cát xuống để cho nó bằng. Ủa vậy là anh đang trốn nợ hả? Lỡ nãy giờ quay rồi. Nắng quá mình làm gì cứ cũng quen hay sao anh? Anh đây em nói anh trốn nợ của chú anh chị. Có ai thấy mặt ảnh không quen không? Nói em biết, em giữ lại luôn nè. Để anh chạy. Quá nắng. Công nhân. Xích cái đầu vậy. Xích cái đầu vậy. Cái đầu của ai? Mở ra vô mấy. Ủa làm sao mở được? Chắc bỏ rồi. Có cái lỗ không? Hello chị Thảo. Cái tố kè bất khỏe. Mở vô mấy anh. Của chú anh chị ha. Bên đây thì nè anh, cái đầu nè gãy hả? Mà mấy cái đầu của mấy này dở lắm nha, nó dễ gãy lắm. còn ghim nhận con cái giờ mất ghim nè, xài lâu quá mất ghim nè, xài mà không chịu nâng niu đó vậy. 2 giờ mà lấy cái vít đó mình khoan vô cắt luôn hả? Nước mạnh quá. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.